Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Happy New Year tất cả quý vị. Chúc mừng năm mới, một tràng pháo tay. Năm Quý Mão, kính chúc tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay một năm mới gia đình luôn được tươi mới, sức khỏe gì phơi phới, tiền bạc gì đầy vơi, đầy vơi tức là cứ đầy vơi hoài không bao giờ cạn. Rồi sống đời thảnh thơi. Rồi gì nữa quý vị, sự nghiệp tiến tới. A Di Đà Phật. Một lát nữa có quý vị chuẩn bị đi, lát ai năm câu nào chúc hay nhất có 5 phần quà gỗ trồng sau chuỗi. Nên là năm xin 5 câu chúc nào hay nhất nha. Thì đó, bây giờ quý vị chuẩn bị. Thì hôm nay chúng ta là năm con mèo. Để chia sẻ quý vị, ai biết được những cái câu mà tục ngữ, thành ngữ nào mà về con mèo? Câu gì quý vị? Mèo gì? Mèo khen mèo dài đuôi. Đó là gì? Tức là tự mình mà khen mình, tự mình khoe mình, gọi là mèo khen mèo dài đuôi. Rồi kế đó nữa là câu gì? Ai nhớ câu gì nữa không? Cái gì? Thấy cái gì mà thích, cái là thích giống như gì? Như mèo gặp mỡ. Đúng không? Rồi chó đến nhà, mèo đến nhà thì gì? Mèo đến nhà thì khó, mà chó đến nhà thì sang. Một lát nữa để giải thích quý vị tại sao có cái câu này. Chó treo mèo đậy. Đó, quý vị thấy không? Đó, nhiều câu quá trời luôn. Rồi gì nữa? Nam thực như hổ, nữ thực như miêu. Đó, quý vị thấy không? Quá trời câu hay luôn. Nam thực như hổ, nữ thực như miêu. Tức là tại sao nói như vậy quý vị? Tại vì mèo nó ăn rất là ít. Nó ăn từ tốn, nó ăn ít lắm. Thì cái cảnh giống như người phụ nữ mà thể hiện cái nét thùy mị, đoan trang, nết na, dịu dàng vậy đó. Ăn nhẹ nhàng. Mà bây giờ phụ nữ toàn ăn dữ không à. Cho nên bây giờ sửa ngược lại không? Thì thưa quý vị, tại sao trong sách vở để là đọc là Quý Mão? Mão là con mèo, chứ con thỏ chứ đâu phải mèo đâu. Mà tại sao mình lại năm mèo? Thưa quý vị, là hầu như là các nhà nghiên cứu đã cũng ai tìm ra được hết. Tức là cứ nghĩ rằng trong sách vở hiện tại bây giờ văn chương đều có để là Mão, là Quý Mão, mà Mão nghĩa là thỏ chứ không phải là mèo. Nhưng mà người Việt mình hay lắm quý vị. Các vị học giả chứng minh rằng là do là con người, người văn, người Việt Nam chúng ta không chịu bị tác động từ phương Đông, từ cái những cái nước khác, cho nên là chúng ta kêu Mão nhiều khi chúng ta gọi là mẹo. Mẹo cái kêu hơi thành ra mèo luôn. Cho nên chúng ta đưa con mèo thế thành con thỏ. Thì người ta, các vị cũng chỉ đoán có phải chăng là như vậy, chứ còn cũng không ai giải thích được. Thì giống như quý vị thấy bên Trung Hoa người ta gọi là tháng Lạp á, Lạp tháng 12, tháng Lạp là Lạp xưởng, là cái tháng đó thịt nó ngon. Lạp xưởng cứ mình kêu riết cái thành ra tháng Chạp luôn là vậy. Thì cho nên là con mèo thì mọi người cũng đoán có phải chăng là giống như chúng ta kêu Quý Mão hoặc Quý Mẹo vẫn được. Mà mẹo mình kêu ra thành ra thành mèo luôn. Mà mèo là cái thành ra giờ con mèo được vào 12 con giáp. Nhưng mà các nước vẫn là con thỏ, chỉ có Việt Nam mình là con mèo. Thì để giải thích quý vị tại sao có cái câu mà chó mèo đến nhà thì khó, mà chó đến nhà thì sang. Thì theo cái nhìn của dân gian chúng ta quý vị, là tại vì thường quý vị thấy con chó nó sao, nó rất trung thành. Và nó rất biết bảo vệ chủ nhà, nó biết bảo vệ gia đình, nhiều khi nó biết giữ nhà, nó biết chăm em bé, nó biết quan tâm luôn. Nó rất là biết trung thành và nó tốt, và cho nó ăn nuôi nó đàng hoàng là nó rất là tốt, nó bảo vệ giữ nhà giữ cửa được hết. Còn con mèo thì sao quý vị? Nhiều khi quý vị không cho ăn vài ngày nó bỏ à? Nó bỏ, nó kiếm chỗ khác. Còn con chó nó trung thành. Thì theo cái quan niệm dân gian người ta thấy như vậy đó. Người ta thấy tại vì con chó nó biết trung thành, nó biết bảo vệ cho chủ, cho nhà, nơi mà nuôi nấng nó. Còn con mèo nhiều khi nó không có. Cũng có nhưng mà rất ít.
đa phần là như vậy, cho nên người ta mới quan niệm là chó đến mèo đến nhà thì khó mà chó đến nhà thì sang. Nhưng mà theo cái nhìn của khoa học người ta giải thích cũng rất hay quý vị. Khoa học giải thích rằng là tất cả các loài vật cho tới là hoa quả cỏ cây tất cả đều có một cái từ trường sinh học, đều có một cái trường sinh học. Thì con chó nó chỗ nào mà có cái trường sinh học tốt nó sẽ cảm được. Cái sự cảm của nó rất là hay. Mà cái từ trường trường sinh học của con chó nó hợp với con người. Cho nên là chỗ nào nó cảm được cái tốt nó sẽ tới. Còn con mèo á nó cảm được cái trường sinh học xấu, xấu với người nhưng mà tốt với con mèo. Cho nên những cái chỗ nào mà cái trường sinh học xấu nó sẽ đến, xấu với con người nhưng mà tốt với nó, cho nên nó tới. Cho nên từ đó mới cho rằng là chó đến mèo, à, chó đến nhà, mèo đến nhà thì khó mà chó đến nhà thì sang. Nhưng mà chúng ta nhìn theo Phật giáo chúng ta thì sao quý vị? Quý vị có quan niệm bao giờ thấy con mèo tới quý vị thấy cho nó là mang cái khó tới cho mình có không? Thì theo cái nhìn của Phật giáo không phải như vậy quý vị. Thì quý vị nội thấy mình khoa học cũng đã không không phải như vậy. Tức là gì? Con mèo nó cảm được nơi nào cái từ trường nó xấu thì tự nhiên chiêu cảm nó tới chỗ đó. Tức là nó biết được chỗ đó sẽ xấu cho nên nó tới thôi. Chứ không phải là nó mang cái xấu tới cho mình. Cho nên mình phải thấy được điều đó. Tức là những con mèo nó cảm được cái từ trường xấu rất là hay. Cho nên ví dụ bình thường nhà quý vị ở rất là yên lành, tự nhiên thấy bất ngờ tự nhiên có một con mèo tới, thì mình đừng có bao giờ đánh đuổi nó, mình nghĩ nó mang cái xấu. Không phải, mà mình phải xét lại, có thể do cái phước báo mình tới lúc nó hết rồi, cho nên nó trổ ra cái quả xấu. Nó làm cho cái gì? Cái y báo mình, chánh báo mình nó biến thành cái y báo của mình, những cái môi trường xung quanh mình trở nên xấu. Hoặc là có những cái ma quỷ những tới để mà ám hại này kia. Thì con mèo nó cảm được cái từ trường đó. Cho nên nó tới ngay cái vùng đó. Thì cho nên như vậy là mình thay vì mình đánh đuổi mình đánh đập con mèo mình đuổi nó thì mình phải cảm ơn. Tại vì nó tới nó để nó cho nó báo cho mình biết được đang có một cái từ trường xấu xuất hiện ở nhà mình, tức là lúc đó cái phước mình đang bị tổn. Mình biết như vậy để gì quý vị? Mình tu tập. Lúc bây giờ mình cảm ơn con mèo nữa chứ không phải là mình trách nó. Cho nên nhiều vị cứ nói vậy là cứ đổ thừa con mèo là xui. Không phải. Mà cái xui là tự mình. Cái phước mình lúc đó nó hết rồi. Cho nên nó chiêu cảm. Con mèo nó cảm được, nó bước tới cái vùng đó. Mình phải cảm ơn, tức là nhờ nó báo cho mình biết mình phải gì? Chuẩn bị, mình phải lúc bây giờ mình phải bố thí cúng dường tu tập làm thiện, làm tất cả mọi việc lành thật nhiều để chuyển được cái từ trường xấu đó nó khỏi nhà của mình. Tức là nó chuyển thành cái y báo xấu thành cái y báo tốt. Giống như con người quý vị vậy thôi, chúng ta cũng như cái nam châm vậy thôi. Mình đi tới đâu mà nếu gặp cái đinh cái gì xấu thì mình hút được những cái đó. Thì cho nên quý vị, mình không thể nghĩ rằng con mèo là xấu. Mà đa phần nhiều nhiều người chúng ta đều quan niệm hiểu nhầm cái ý của cái câu đó, cho nên mình cho rằng là mèo đến là xui, rồi mình cứ đổ thừa mình trách con mèo. Giống như mỗi lần mà quý vị nghe con gì nó hú nó kêu đó, con cú đó, thì quý vị cứ đánh đuổi đuổi đi cho hết xui. Không phải, là nhiều khi á nó có cái nó báo, nó biết được cái điều xảy ra cho nên nó báo cho mình biết, thì cái đó mình phải cảm ơn. Thì cho nên cái câu mà con mèo này rất là ý nghĩa, mình để ý mình hiểu rồi nó rất là hay. Trong trong tích truyện, những cái tích truyện có những cái dẫn dụ rất là hay quý vị. Tức là con mèo mẹ nó dạy con mèo con. Nó dạy rất là chu đáo, nó nuôi ăn rất là chu đáo. Khi con mèo con nó tới nó hỏi mẹ ơi, bây giờ bình thường là con bú sữa mẹ. Nhưng mai mốt con lớn lên thì con ăn thức ăn gì? Theo quý vị dám nói làm sao? Ăn thức ăn gì? Thì lúc đó cái con mèo mẹ nó nói rằng con lớn đi, tự động người mọi người người ta sẽ dạy cho con biết, sẽ có người dạy cho con biết khi con lớn. Thì lúc đó con mèo con nó cũng tự tại, nó khôn lớn. Và một hôm nó đi tới một cái nhà đó. Nó đi chơi, nó dạo, nó nghe cái mùi thịt kho hấp dẫn quá thì nó chạy vào. Nó định nhảy vào để vồ cái mùi cái nồi thịt kho thì người chủ nhà thấy bắt đầu lấy nắp đậy lại.
rồi còn dặn với người trong nhà cẩn thận có mèo con, cẩn thận có mèo, rồi bao nhiêu thịt kho, những cái gì ngon, cá kho, những cái đồ thơm là đậy lại hết. Xong rồi còn bắt những con mèo, những con vịt, con gà con nhỏ phải treo lên trên cao chứ không để dưới thấp, là để dưới thấp là bị mèo con, bị mèo nó ăn. Thì con mèo con á, nó núp ở trong, nó núp ở trong cái phía sau, nó hiểu được cuộc đời. Lúc đó nó mới hiểu được rằng, nó nói rằng thì ra cái món mà ăn mình lớn, mình sẽ thích những cái món này nè, những cái gì thơm thơm này nè, đây là món ăn của mình. Và cuộc đời là gì, đã dạy cho mình rằng là nếu mình muốn thì đương nhiên không phải muốn cướp giật là được, mà người ta cũng sẽ cẩn thận để cho mình khỏi ăn những cái này. Thì cái này để dạy cho mình một bài học gì, quý vị nào biết không? Tức là chỉ cho chúng ta thấy rằng con cái khi mà còn nhỏ, cha mẹ dạy không bao giờ nghe, nói cái gì cũng nghe. Nó con đừng có theo bạn bè xấu nghe con, nói đừng có theo nhiều là mai mốt con sẽ hư, con phải ráng đi chùa tụng kinh lễ Phật. Nói thôi đi chùa chán con không đi, con đi chơi bạn vui hơn, rồi không bao giờ nghe. Nhưng mà khi gặp khổ đau rồi, khi nó lớn gặp khổ đau rồi mới hiểu được rằng hồi đó mình không nghe lời ba mẹ, mình theo bạn bè xấu, mình không chịu tu, mình không làm phước, cho nên mình gặp khổ đau. Thì cho nên quý vị, nếu cái tích này để chỉ cho mình thấy một cái điều như vậy. Hoặc Đức Phật cũng đã dạy rồi, Ngài dạy chúng sanh á, ráng tu đi, ráng giữ, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, ráng làm mọi điều lành để được có phước, để được cái phước báu, để được không khổ đau. Nhưng mà chúng sanh cũng đâu nghe Phật đâu. Sao quý vị? Khi nào mà đụng chuyện gặp khổ rồi mới chạy tới cầu cứu. Thì cái ý, cái con mèo mẹ mà dạy cho mèo con cũng như vậy. Tức là cuộc đời sẽ cho con thấy. Tại vì nhiều khi biết rằng nói nhiều cũng không nghe. Thì con mèo, mèo cha cũng như vậy. Con Đức Phật chúng ta cũng như chúng ta là cha mẹ cũng vậy. Nhiều khi chúng ta dạy con cái, nhiều khi không chịu nghe, đợi tới khi cuộc đời dạy nó mới chịu nghe. Tức là bị đụng chuyện khổ đau rồi mới nghe. Thì chúng ta cũng vậy, nhiều khi bình thường mình đâu có chịu tu đâu, phải không quý vị? Đụng chuyện rồi chúng ta mới tu, có cái gì khổ rồi chúng ta mới tới cầu cứu mới tu. Thì cái bài học, cái này về con mèo mẹ nó dạy mèo con, cái bài học này rất là ý nghĩa. Mà nhiều khi chúng ta chỉ cần để ý là chúng ta ứng dụng bấy nhiêu thôi là chúng ta thấy mình tu tập cũng nhiều lợi lạc rồi. Ở Tết mình là mùng 1 gì quý vị? Mùng 1 Tết gì? Rồi mùng 2 Tết gì? Mùng 3 Tết gì? Mùng 3 là Tết gì? Mùng 3 Tết Thầy đúng không? Thì cho nên mình có nghe cái câu mà nhất tự vi sư, bán tự vi sư không? Một chữ cũng là thầy, mà nửa chữ cũng là thầy. Thì một đứa bé, một ngày Tết, mùng 3 Tết, nó tới, nó bưng nguyên một mâm bánh, nó tới nó chúc tới thầy. Khi mà nó tới thì nó nói, cái thầy mới ngạc nhiên, thầy mới hỏi rằng là ủa tại sao con đi có một mình, bạn bè đồng học đâu, sao con không rủ mà con đi có một mình lẻ loi vậy, trong học đông lắm mà bạn bè rất đông mà tại sao con đi có một mình. Thì đứa bé này nó nghe, nó nói rằng bình thường con học dốt, thầy đâu bao giờ để ý tới con đâu, thầy để ý mấy bạn học giỏi không à, cho nên nếu mà con rủ mấy đứa đó nó đi tới là thầy cũng chỉ biết mấy đứa đó không à, thầy không biết tới con. Cho nên con đi một mình con được lợi hơn, cho nên con tranh thủ con đi trước, con đi một mình tới, con đi trước để thầy còn biết tới con có dịp để hầu chuyện với thầy. Thì khi nghe như vậy quý vị biết á, người thầy mới kêu vợ đem một mâm lễ ra đây để mà tặng, nói thầy biếu con ngày Tết và cảm ơn con đã dạy cho thầy bài học. Quý vị biết bài học gì không? Thì lúc đó đứa bé nó cũng giật mình, nó nói chắc là con hồ đồ, cho nên thầy thông cảm cho con bị hồ đồ, con nói những cái lời không có được hay, người thầy nó không có. Cái này con đã cho thầy bài học rất rất ý nghĩa. Ngày thường thầy chỉ biết những đứa học sinh giỏi không à, thầy không để ý tới con. Những đứa dở nó cũng, mà hôm nay con đã dạy cho thầy một bài học. Cho nên cũng là thầy của thầy luôn. Đây là cũng là thầy của thầy, cho nên là thầy cũng cảm ơn con đã cho thầy bài học hôm nay, để thầy sau này thầy đối xử, ứng xử lại cho tốt với mọi người. Thì cái này
Nó rất là ý nghĩa quý vị. Nó rất là ý nghĩa. Một đứa nó nói vô tư thôi. Cho nên đây là bài học để gì? Để mình đi ra cuộc sống, mình đối xử với con cái, mình đối xử với bạn bè, với những người thân xung quanh. Một bài học để ngày mùng 1 Tết, để chúng ta có một cái bài học ý nghĩa, để chúng ta học cái những cái ý là mình chỉ cần mình để ý thì ai cũng là thầy của mình hết. Chứ không phải là quý vị nói là chờ đi vô trường ngồi mới là người đó mới là thầy. Nếu quý vị gặp bạn bè mà người đó cho mình một bài học hay, bạn là thầy. Hôm đó vợ mình ra tự nhiên nói cái câu nó hay quá, nói thôi anh xin chào thầy, chứ đừng kêu vợ nữa, đúng không? Hoặc là mình ra mình thấy chồng mình nói một câu hay làm bài học, nói em xin chào thầy chồng luôn cũng được, đúng không? Cũng là thầy của mình. Hoặc là mình thấy một đứa con nít mà nó làm một cái bài học hay, mình đó cũng là một cái bài học, cũng chào thầy baby cũng được. Tất cả đều là những bài học để cho mình học ở trong cuộc đời này. Thì cái đó là một cái hạnh khiêm cung mà ông thầy ông học được từ một người học trò. Lúc đó ông mới giật mình. Thì cho nên là một lần nữa thì để chúc quý vị những cái vật báo ngày mùng 1 Tết. Quý vị thấy trong kinh điển có nói về thất bảo, có nghe không? Kinh gì nói quý vị? Bảy báu á. Hay nói tới thất bảo trong kinh gì? Kinh Di Đà. Rồi kinh gì nữa? Trong những kinh giống như Đại Trí Độ Luận cũng có nói quý vị. Nói tới rất là nhiều về thất bảo. Thì hôm nay để lì xì quý vị bảy cái món đó. Ai biết món gì trước? Tụng xong quên hết rồi. Rồi bây giờ để cho quý vị lì xì quý vị bảy cái món ngày mùng 1 Tết là gì? Thứ nhất là vàng. Vàng là một chất liệu gì quý vị? Không bay màu. Dù quý vị có chế ra những cái hình dạng khác nhau cũng không sao hết. Thì có nhiều cái chức năng. Rồi cái gì nữa quý vị? Làm gì không? Vàng nó còn nhiều chức năng gì nữa, ai biết nữa không? Đốt, đốt thì sao? Nó không cháy. Đó, những chức năng của vàng nó có nhiều chức năng rất là tốt. Tức là nó là một cái chất liệu mà không bị rỉ sét, nó không bị hủy hoại theo thời gian. Thì cho nên cái đó, tại sao cho nên trong kinh điển Phật hay dùng Đức Phật, thân Đức Phật gọi là gì quý vị? Kim thân. Đó. Gọi là kim thân của Đức Phật. Dùng từ kim là vậy, là trong một trong cái thất bảo. Tại vì thân Phật là gì? Thường, chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh, thường lạc ngã tịnh. Thì vàng nó cũng có những cái chức năng như vậy. Cho nên hay dùng cái từ kim để gọi là kim khẩu của Đức Phật nói ra, hoặc kim thân của Phật. Còn mình có bao giờ mình được dùng từ đó không? Mình đâu có được gọi là kim thân đâu. Mình gọi là phàm thân. Mình gọi là ác khẩu chứ ít khi được gọi là kim khẩu. Cho nên nếu mình muốn thì mình phải nói những cái gì chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, thì chúng ta sẽ được có kim khẩu hoặc kim thân. Đó là vàng. Cái món thứ nhất thì xì quý vị hôm nay đem về một túi vàng nha. Thứ hai là gì? Bạc. Bạc là nói tới gì? Là một cái chất cũng quý báu. Nó sanh ra từ trong gì quý vị? Từ trong núi. Những cái một cũng là một cái loại ngọc đó quý vị. Thì cái đó là bạc. Cho nên trong các chùa chiền nhiều khi hay gọi là kim địa hoặc là ngân địa. Trong kinh quý vị đọc, quý vị sẽ thấy có những cái từ đó. Ngân địa. Vàng, bạc, lưu ly. Lưu ly là gì quý vị? Lưu ly là một cái chất ngọc. Ngọc xanh. Lưu ly là một cái chất ngọc rất là tuyệt vời. Đó là một cái chất liệu, nó được sanh ra từ trong thiên nhiên, trong những cái hang đá. Còn lưu ly, pha lê hay còn gọi mình là gì quý vị? Thủy tinh đó. Nhưng mà thủy tinh bây giờ người ta làm bằng gì? Từ cát người ta chế ra, nhưng mà không phải là thiên nhiên. Mà lưu ly thật, nó phải từ gì? Từ những cái băng đá mà đóng lâu ngày, nó thành lưu ly, đó mới là lưu ly thật. Còn mà lưu ly chúng ta xài, những cái đồ dùng chúng ta xài đa phần bào chế từ cát. Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ. Sa cừ là gì ai biết không? Sa cừ là gì? Quý vị đọc hoài mà quý vị có biết không? Sa cừ là một cái vỏ ốc. Cái vỏ cứng, một cái vỏ là con ốc lớn. Cái vỏ ốc nó có đường cái đường gân và ở trong thì nó trắng. Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ. Mà cái đó rất là quý, vỏ ốc. Mà vỏ ốc, những con ốc lớn rất là quý. Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não.
mã não là ngọc, một loại ngọc. Mã não hay còn vàng bạc lưu ly sa cừ. Mã não là một cái ngọc là xanh, hay như xanh xanh biếc vậy. Yeah. Mã não là xanh biếc. Rồi tới nó thường là hầu như người ta nói rằng là cái đó là trong kinh điển, trong đại trí độ luận có dạy giải thích cái đó giống như từ một cái, từ một cái trong những cái đá lâu ngày nó tạo ra trong cái thiên nhiên. Còn xích châu là gì quý vị? Là cái thứ bảy là xích châu là gì? Hay còn gọi là xích trân châu. Là gì? Cái ngọc trân châu màu đỏ. Nó do một cái con thú, do một cái con sâu, sâu đỏ nó chế ra, cho nên nó có cái óng ánh màu đỏ. Cho nên quý vị đi ăn hạt trân châu đó, chè gì đó, bồ bà trân châu là đỏ đỏ đó. Thì cái bảy cái món này để hôm nay giải thích quý vị. Tại vì hôm nay đầu năm lì xì, hôm nay quý vị mang về gì đâu? Mang gì? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, xích châu. Rồi mỗi người bảy túi mang về nghe. Mà cuối cùng, cuối cùng làm sao quý vị phải có được kim khẩu như Đức Phật? Phải nói làm sao mà như Đức Phật nói? Là lấy vàng là nhất rồi. Nhiều món nhưng mà quý vị chọn vàng được rồi. Để mình có được kim khẩu, có được làm sao để được kim thân như Phật. Thì bây giờ quý vị nào có những lời chúc không, lên nhận thưởng. Ai đại diện năm vị? Hoa bất diệt cái đó về về Đức Phật rồi. Tôi hát cái gì? Cải lương một câu thôi, một câu ngắn thôi nha. Hai câu thì lát nữa tính sau. Bây giờ quý vị cho một tràng pháo tay một câu trước rồi bác chú Quảng Hiển chúc. Mỗi độ xuân sang ngàn quả đua nở, hàng Phật tử chúng con trở về chùa tinh tấn. Tu học Pháp Như Lai cho thanh tịnh tâm hồn. Chánh niệm lắng nghe Thầy truyền dạy bao điều, kinh pháp cú cao siêu lời hay ý đẹp, pháp qua nhiệm màu con về lại chân như. Ghi lòng tác giả ân sư, cho con diệu pháp tâm từ vô biên. Như giọt mưa xuân trở về nguồn hạnh phúc, nơi chốn bình yên là nơi chốn tu hành. Cứ mỗi lần con học Pháp Như Lai là giây phút thiêng liêng con trở về bên sư phụ, để lắng nghe những vần thơ diệu pháp, bài hát nhớ ơn thầy con không thể nào quên. Rồi, đại diện chú Quảng Hiển chúc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhân ngày 1 tháng Giêng năm con mèo. Sức khỏe mạnh giỏi, đường đạo viên thành, đường đời may mắn như ý. Và xin chúc tất cả quý vị ở đạo tràng sức khỏe mạnh giỏi, gia đình vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, phát triển tâm Bồ Đề và giữ vững Bồ Đề tâm để chúng ta có thể gặp nhau mãi mãi từ đầu năm đến cuối năm. Rồi, vỗ tay. Này chắc cô Diệu Mai đại diện mang xuống tặng dùm. Đây xin lên đây sở lâu. Rồi, một câu chúc hay nhất trong ngày. Rồi câu thứ hai. Năm phần luôn quý vị, cái này làm sa cừ đây nè. Làm bằng sa cừ đây nè. Hổ phách.
Dạ được. Đó, quá hay, vỗ tay quý vị. Đây thêm phần quà nữa. Con có tập trong đây một chút được không? Phải tự thuộc. Rồi còn 3 câu nữa quý vị ơi. Ai chúc? Rồi đây có người chúc, người đẹp chúc đây, cho vỗ tay trước coi chúc có hay không. Phật duyên viên mãn, Phật đà viên thành. Thì cũng đầu năm mới kính chúc đại chúng cũng như là Phật tử có mặt ngày hôm nay năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự kiết tường, vạn sự như ý. Con cũng thay mặt cho tất cả các anh chị Phật tử ở Tổng hội cư sĩ thì cũng cảm ơn Ni Sư cũng như là lời tri ân. Ni Sư lúc nào cũng đồng hành với chúng con, luôn tạo cho chúng con những điều kiện để mà tu tập, cũng như là nhất là trong cái 2 năm vừa qua là đại dịch thì Ni Sư lúc nào cũng bên cạnh chúng con để mà tiếp những cái năng lượng để chúng con để có năng lực để mà tu tập, cũng như là mọi người ở đây đều có sức khỏe để còn gặp nhau để tu tập. Yeah. Rồi vỗ tay lớn. Đây này là chuỗi này, chuỗi quý đó nghe quý vị. Ủa còn phải quay phim vô từng người cho chú Quảng Lộc. Có quay vô không? Nói hay quá mà không quay vô ta. Rồi còn 2 câu nữa. Hiếu trọng hả? Hay Diệu Quý? Diệu Quý. Mày Hiếu trọng mà mày Hiếu trọng giơ tay dùng Diệu Quý mà Diệu Quý chưa biết hết. Cho nên là tôi nói là sao rồi. Mà dạ A Di Đà Phật. Dạ năm mới năm hổ bước qua, năm mèo bước tới. Con xin vợ chồng con kính Phật Ni Sư kính chúc cho Ni Sư được năm mới được sức khỏe, dồi dào và phụng sự các tường để cho tụi con được học tập theo những cái đức hạnh tốt mà Ni Sư đã mỗi tuần đã dìu dắt chúng con. Chúng con học hỏi được rất là nhiều từ những điều dạy dỗ của Ni Sư về Phật pháp cũng như về đường đời. Và con cũng xin kính chúc các quý Phật tử, các cô bác, các cô chú, các anh chị trong đạo tràng được nhiều sức khỏe, được vạn sự như ý và gia đình luôn đầm ấm hạnh phúc, con cháu luôn thành đạt và mọi người luôn thương yêu nhau, mở rộng vòng tay để cùng dìu dắt mọi người trên con đường tu tập. À gì vỗ tay đây. Còn câu cuối cùng, còn câu cuối cùng rồi thôi, dìu dắt ráng. Để sư phụ đi thật nhiều nơi, sư phụ hướng dẫn tất cả các Phật tử từ bên Âu Châu cho tới bên Mỹ, và cá nhân con chỉ biết những lời tí tí với cái sự hiểu biết của con. Kính chúc sư phụ sức khỏe, con kính chúc tất cả các bạn đạo hữu mỗi tuần cố gắng để về để nỗ lực học hỏi thêm, và con ước gì con được có thêm thời gian để con trở về con học hỏi, cũng như bao nhiêu năm nay con đã đi theo sư phụ. Con cũng học hỏi rất nhiều, cũng rất xúc động khi con nói ra câu này. Dạ A Di Đà Phật.
Rồi, Happy New Year toàn thể quý vị nha. Tất cả quý vị đều có lời chúc hết, nhưng mà tại vì quà cái gì nó có hình tướng là nó có hạn chế. Cho nên hồi nãy là tất cả quý vị đều có 7 củ báu rồi đúng không? Mang về 7 món rồi. Cho nên quý vị, với quý vị đây là extra thôi. Rồi một lần nữa giờ này mời tất cả quý vị ra bên ngoài, chúng ta ăn phở chay, nhưng mà còn đứng lên nhận lọc đó quý vị.